Dầu gội nhuộm tóc Bionan Hàn Quốc được chiết xuất từ tinh chất thiên nhiên, mùi hương thảo dược cực kỳ dễ chịu, độ che phủ tóc bạc hoàn hảo với màu tóc đen tự nhiên, giúp bạn có được màu tóc ưng ý mà không làm tóc bị xơ hay chẻ ngọn. Không dính đen da đầu, không lem lên chăn gối, không gây kích ứng ngứa hay rụng tóc, an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, hiệu quả chỉ sau 10 phút sử dụng. Hướng dẫn sử dụng dầu gội Bionan. Bước 1. Đảm bảo tóc khô sạch trước khi sử dụng. Bước 2. Đeo bao tay kèm sẵn trong hộp. Cho sản phẩm ra tay và trộn thật đều. Bước 3. Thoa và massage nhẹ nhàng từ chân tóc đến ngọn tóc trong vòng 5 phút. Bước 4. Ủ tóc trong vòng 5 phút với màu đen và 10 phút với các màu khác. Sau đó xả lại bằng nước sạch.